Ok, xin chào, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí quyết, một cái kinh nghiệm khi bạn đi đầu tư bất động sản. Đây có thể là một cái tình huống mà bạn hay gặp. Ví dụ như sau, một người khi đến mua một cái tài sản, một cái bất động sản, cái người A này là người đi mua và đến gặp cái người B, thì cái người B này người ta mới nói là như này: cái nhà của tôi ấy, cái giá mà tôi giao bán ấy là 5 tỷ đồng, thế thì tôi đang thế chấp cái nhà của tôi ở ngân hàng ấy, là tôi vay là 2 tỷ đồng, thế thì nếu anh muốn mua nhà của tôi ấy thì anh hãy đưa cho tôi 2 tỷ đồng, đưa tiền cho tôi, đặt cọc cho tôi 2 tỷ, tôi sẽ cầm cái 2 tỷ của anh, tôi cho vào ngân hàng, tôi rút cái sổ đỏ ra và chúng ta tiến hành giao dịch với nhau. Mà câu hỏi là bạn có đưa 2 tỷ đồng đặt cọc cho cái người B này hay không? Đấy. Thì đây là một cái tình huống rất là phổ biến khi bạn đi giao dịch, tức là mua một cái tài sản đang bị thế chấp ngân hàng. Câu hỏi là bạn có đưa tiền hay không? Thế thì bạn nên biết một điều là đôi khi bạn sẽ gặp cái rủi ro. Tôi ví dụ như sau, bạn đặt cọc 2 tỷ đồng cho người B. Bạn là A, bạn đặt cọc cho người B. Người B này nhận đặt cọc 2 tỷ đồng của bạn, nhưng anh ta đã đi tiêu hết tiền và anh ta không cho tiền vào ngân hàng để rút sổ đỏ ra. Và anh ta nghĩ là rồi anh ta sẽ xoay sở tiền ở đâu đó để anh ta rút sổ ra sau. Nhưng không may là anh ta không xoay sở được và anh ta đã yêu cầu bạn đưa thêm tiền tiếp. Đấy là một cái rủi ro. Khả năng thứ hai là ví dụ như thực ra cái tài sản của anh ấy hiện nay ở ngân hàng là anh ta đang bị phát mãi rồi và anh ta không thể rút được cái tài sản đó ra nữa. Cái 2 tỷ mà bạn đưa cho anh ta đôi khi anh ta lại cầm, anh ta tiêu hết tiền rồi. Thì đó sẽ là một cái rắc rối lớn với bạn. Vì thế mà bạn cần phải có cái kinh nghiệm khi bạn đi giao dịch cái tài sản mà đang thế chấp ngân hàng. Thế thì bạn có thể ghi vào cái sổ thông thái của mình một số cái kinh nghiệm như sau. Kinh nghiệm số 1 là không đưa tiền cho chủ nhà. Đấy. Không bao giờ đưa tiền cho chủ nhà. Đấy. Tôi ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch cái tài sản này, bạn có thể sử dụng một phương pháp là phải giao dịch 3 bên. Tức là bạn đề xuất là cần phải nên gặp cái bên ngân hàng. Đấy. Tôi ví dụ bên ngân hàng là bên C. Thế thì A, B và C gặp nhau tại ngân hàng và bạn hỏi cán bộ tín dụng luôn là: anh cho tôi hỏi là hiện nay ấy, cái nợ cả gốc cả lãi của anh B là bao nhiêu tiền? Đấy. Thì ví dụ tổng nợ cả gốc cả lãi của anh ta thì không phải chỉ có 2 tỷ tiền vay mà còn là 300 triệu tiền nợ chưa giả, tiền nợ lãi chưa giả, gốc lãi trong vòng vài tháng chưa giả. Thì bạn không chuyển 2 tỷ của mình cho anh B mà bạn chuyển 2 tỷ vào ngân hàng. Đấy. Và anh B có trách nhiệm là bổ sung một số cái khoản tiền còn lại vào và sau đó rút toàn bộ cái hồ sơ ra. Đấy. Rút toàn bộ cái sổ đỏ ra. Thế thì cán bộ ngân hàng có thể là chỉ trong một buổi sáng hoặc là trong một cái ngày hôm đó, cán bộ ngân hàng người ta đi xóa cái thế chấp. Đấy. Người ta gọi là giải chấp. Và sau đó bạn tiến hành luôn cái hợp đồng mua bán giữa bên B là người bán và bạn là bên A. Đấy, tại văn phòng công chứng. Thì cái giao dịch này, cái cách làm của cái này được gọi là giao dịch ba bên. Và xuyên suốt cái giao dịch này thì bạn cần phải bám sát giao dịch và có cán bộ tín dụng đi cùng. Đấy. Bạn bám sát cán bộ tín dụng. Đấy. Tuy nhiên cái phương án này đôi khi nó vẫn tiềm ẩn một cái rủi ro là sau khi mà bạn cho tiền vào ngân hàng, rút sổ đỏ ra rồi, cán bộ tín dụng đi xóa thế chấp rồi, nếu như bạn và cái người B là bên bán có một cái mâu thuẫn gì đó, ví dụ như là mâu thuẫn về việc là ai chịu phí sang tên hay là phí công chứng hay là thuế thu nhập cá nhân vân vân, hay là phí trước bạ vân vân, hay là có một cái số cái điều khoản nào đó còn vướng mắc với nhau và bên bán là bên B họ bảo là nếu bạn không đồng ý với điều khoản đó thì tôi không sang tên cho bạn nữa, tôi không ký hợp đồng mua bán công chứng với bạn, thì đó là có thể là một cái rắc rối dành cho bạn là người đi mua cái tài sản đang bị thế chấp. Chính vì thế mà bạn nên biết một cái phương pháp thứ hai, một cái kỹ thuật thứ hai ở đây, đó là trong nhiều trường hợp thì người ta sẽ cái kỹ thuật thứ hai, người ta sẽ ký một cái bản hợp đồng gọi là mua bán công chứng treo. Đấy. Tức là tôi là A là người đi mua và bên bán là B, thì A với B dẫn nhau ra văn phòng công chứng ký với nhau trước một cái bản hợp đồng mua bán công chứng.
Đấy. Và cả hai đã cùng lăn vân tay rồi, cùng ký tên vào đó rồi, chưa có ghi ngày thôi. Và văn phòng công chứng sẽ giữ lại toàn bộ cái bản hợp đồng mua bán này và hẹn là khi nào nếu mang sổ đỏ ra đấy, thì mới được rút toàn bộ cái bản hợp đồng mua bán công chứng về. Đấy. Thế thì khi mà bạn là A, bạn đi cùng với người B là bên bán, nên gặp bên ngân hàng là bên C, A, B, C gặp nhau tại ngân hàng. Đấy. Bạn bắt đầu mới cho tiền vào, bạn rút sổ đỏ ra. Đấy. Cho nên mà rút sổ đỏ ra và cán bộ tín dụng đi cùng với bạn đi xóa chấp, xóa thế chấp hay là gọi là giải chấp. Thì khi mà đã xóa thế chấp giải chấp rồi, họ đóng dấu vào trang 4 rồi ở phía sau cái quyển sổ đỏ đấy, thì là đã xóa thế chấp và bạn cầm cái quyển sổ đỏ đấy, thì bây giờ bạn không cần cái người B là cái người bán đó đồng ý bán hay không bán cho bạn nữa, mà bạn trực tiếp ra văn phòng công chứng và bạn có thể lấy cái bản hợp đồng mua bán công chứng về, coi như là đã ký mua bán xong và sau đó bạn có thể đi sang tên. Thế thì cái phương pháp này nó sẽ giúp cho bạn là gọi là phòng tránh cái rủi ro. Thì ở đây có hai nguyên tắc cơ bản mà bạn cần bám theo. Một, không bao giờ đưa tiền cho người bán tài sản đang thế chấp, mà tiền của bạn phải chuyển vào ngân hàng. Hai là giao dịch ba bên, hoặc là bạn cần phải ký cái bản hợp đồng mua bán công chứng trước. Đấy. Thì đây là những cái kỹ thuật mà giúp cho bạn phòng thủ rủi ro khi mà đi giao dịch tài sản thế chấp ngân hàng. Có những cái tình huống nó lý tưởng hơn rất nhiều. Tức là ví dụ như này, tôi là A, tôi đi mua tài sản đang thế chấp và cái người này là người B là người bán, thì tôi có thể chỉ đặt cọc với người B một cái khoản tiền 100 triệu, 200 triệu đồng và tôi nói với người B, ok, tôi đã đặt cọc cho anh rồi, tôi xác định là tôi giao dịch nghiêm túc với anh. Thôi, anh tự đi anh xoay sở tiền đi. Đấy, anh vay mượn ở đâu đó anh em bạn bè, anh rút sổ đỏ ra. Đấy, rút sổ đỏ ra xong rồi xóa thế chấp rồi thì tôi và anh giao dịch với nhau. Thì đấy lại là một cái tình huống rất là đơn giản và lý tưởng hơn. Đấy. Thậm chí có những trường hợp là cái người B này họ không có thu xếp được tiền. Còn nếu mà bạn biết một cái bên chuyên làm về đáo hạn nào đó, hoặc bạn hỏi cái cán bộ tín dụng, người ta giới thiệu cho một bên đáo hạn ngân hàng, tức là chuyên hỗ trợ giải ngân cho những cái tình huống như vậy, hoặc là bạn tìm trên báo, trên internet và bạn giới thiệu cho cái người B này, thì cái bên đáo hạn hỗ trợ tiền đó, họ có thể tính là trong một ngày họ sẽ thu một cái khoản phí. Tôi ví dụ như là nếu cái số tiền là 2 tỷ, họ có thể thu một khoản phí là 3% bằng 60 triệu. Có những trường hợp thì thu 2% thôi bằng 40 triệu. Thì có trường hợp có thể thu cao hơn 5%, 100 triệu. Thì cái chi phí đó đôi khi cái người B này hoặc là có thể là bạn, hai bên có thể là một trong hai bên chi trả, hoặc là hai bên hợp tác với nhau. Thì đấy là một cái tình huống. Thì qua cái câu chuyện vừa rồi, tôi hy vọng là bạn có thêm cái kinh nghiệm khi đi giao dịch tài sản, thanh lý ngân hàng. Khi tôi làm cái video này, mục đích của tôi là đôi khi tôi trao giá trị cho bạn, giúp cho bạn phòng tránh cái rủi ro. Tôi chúc bạn là gặp nhiều may mắn khi đi đầu tư, gặt hái những thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại.